Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái web khá là ngon nhé. Đăng ký và KYC để nhận 20 cái đồng BAE. Và hiện nay cái đồng BAE này nó đã được list ở trên sàn CoinMarketCap. Rồi thì để mình sẽ vào cái sàn CoinMarketCap mình kiểm tra cho mọi người xem cái giá của nó nhé. Đây mình sẽ search cái đồng PAE này. Đây, cái đồng BAE này thì hiện nay giá của nó đang là 2,29 đô và nó đang có cái dấu hiệu tăng trưởng đây. Rồi ok. Để xem là nó đã list thêm ở trên cái sàn nào chưa. Hiện nay thì nó mới chỉ list ở trên cái sàn CoinTiger này thôi nhé. Để còn chắc là sau này nó sẽ list thêm trên nhiều sàn. Rồi ok mọi người, thế để đăng ký cái web này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, thì sau đó nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì ở trên này thì nó sẽ mặc định là cái mã giới thiệu và cái tên của người giới thiệu. Rồi ở dòng dưới cái dòng username này này thì mọi người sẽ nhập đầy đủ tên của mình theo căn cước công dân nhé. Rồi tiếp theo là sẽ nhập địa chỉ email. Dòng tiếp theo là mọi người sẽ nhập số điện thoại. Rồi sau đó là nhập địa chỉ. Rồi ok, và cuối cùng là mọi người sẽ nhập mật khẩu cho mình. Rồi sau khi bấm nhập mật khẩu xong, mọi người bấm vào sign up thì nó sẽ gửi một cái email về cái mail của mọi người để mọi người vào đó là xác nhận mail nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào kiểm tra mail này. Đây, sau khi vào mail, nếu mọi người không thấy ở cái mail chính ấy, thì mọi người có thể tìm ở trong cái thùng thư rác nhé. Thì đây nó đã gửi về cái thùng thư rác của mình này. Rồi thì sau đó mọi người sẽ click vào cái đường link này để xác nhận tài khoản nhé. Rồi ok, như vậy là đã kích hoạt tài khoản thành công. Rồi bây giờ mọi người sẽ đăng nhập hoàn lại vào cho mình nhé. Rồi, sau khi đăng nhập vào xong ấy thì mình đã nhận được ngay 20 cái đồng BAE này nhé. Đó, và 20 cái đồng này nó sẽ tương đương với khoảng bao nhiêu, 40 mấy đô, có 2,3 gọi tương đương 46 đô la đi. Rồi ok, và tiếp theo
Tiếp theo thì mọi người phải add cái ví này vào ví chôn link cho mình nhé, tức là add cái token này vào ví chôn link. Thì ở đây mọi người hãy sao chép cái địa chỉ này của nó này, đây cái địa chỉ hợp đồng ở dòng trên này nhé, sao chép cái địa chỉ này. Ok, sau đó mọi người sẽ vào ví chôn cho mình. Mọi người sẽ bấm vào cái dấu cộng này cho mình nhé. Rồi tiếp theo mọi người sẽ bấm vào chữ My Asset này. Đây đây, bấm vào cái kiểu này. Đó, sau đó nhập cái địa chỉ vào đây. Ok, thì nó sẽ xuất hiện ra cái ấy, cái đồng BAE này nhé. Mọi người bấm vào dấu cộng này. Rồi, ok, sau đó quay trở lại. Tìm đến cái đồng ấy đây. Thì bây giờ mọi người sẽ bấm vào đây, bấm vào cái đồng BAE này và bấm vào nút resay này nhá. Mọi người bấm vào cái nút resay này cho mình. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ra cái địa chỉ của nó. Thì mọi người copy cái địa chỉ này. Ok. Và tiếp theo mọi người quay trở lại nhé. Mọi người quay trở lại và bấm vào cái biểu tượng bánh răng đây nhá. Mọi người bấm vào biểu tượng bánh răng này. Rồi. Thì ở đây nó sẽ yêu cầu mọi người nhập cái địa chỉ ví USDT và cái địa chỉ ví của cái token này để sau này mình sẽ rút về cái USDT này. Rồi ok, thì mọi người bấm vào đây để nhập cái địa chỉ nó vào nhé. Rồi ok. Tiếp theo là mọi người sẽ copy cái địa chỉ ví USDT mạng TRC20 ở trên ví chôn nhé. Thì quay lại ví chôn này. Mọi người đây, bấm vào cái USDT này nhé. Rồi sau đó bấm vào nút resay này, nó copy cái địa chỉ của USDT. Ok, quay trở lại, tiếp tục dán vào đây. Rồi ok, sau đó mọi người bấm cập nhật. Đó. Thì đối với cái web này mọi người sẽ bấm tiếp tục sang cái mục xác minh KYC nhé. Thì cái này nó là xác minh rất là đơn giản thôi, và xác minh là rất nhanh, chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ là nó đã xác nhận xong rồi. Thì cái việc xác minh đây thì mọi người có thể chọn xác minh bằng hộ chiếu này, hoặc xác minh bằng ID này, tức là thẻ căn cước công dân đấy. Thì ở đây nó chỉ yêu cầu mọi người là nhập mặt trước này, mặt sau này. Đó, và sau đó là xác minh thêm khuôn mặt nữa. Sau khi mà xác minh đầy đủ thì chỉ trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ là nó sẽ xác nhận KYC thành công. Rồi ok, thì cái việc xác minh này thì mọi người sẽ tự làm nhé, rất là đơn giản, không có gì cả. Thì hiện nay là cái đồng này, đây là xem thêm một chút nữa về cái web này. Ở đây nó còn có ICO này, deposit này, các trang trang chủ của nó cái gì. Cái mục này là chính là cái link để mọi người đi chia sẻ nhé. Thì mọi người bấm vào đây để sao chép này, để sao chép cái link này đi chia sẻ cho bạn bè người thân để kiếm thêm những cái đồng token. Rồi để xem còn cái gì nữa không. À đây là, còn đây là cái mục staking này. Thì sau này nó sẽ cho staking, nhưng bây giờ thì nó vẫn chưa có. Và để xem nào, để staking được thì mọi người phải có tối thiểu 100 cái đồng này, 100 cái đồng BAE ở trong ví nhé. Rồi ok, chỉ đơn giản vậy thôi.
Kèo này nó là tương đối ngon nên mọi người tranh thủ làm nhé và đăng ký luôn nhé. Bởi vì là nó mới nên là hiện nay nó vẫn đang tặng cho mọi người 20 cái đồng này. Nên là sau này nhiều người biết đến và nhiều người đăng ký thì chắc chắn là cái tiền thưởng cho đăng ký tài khoản nó sẽ ít đi. Rồi, nên mọi người tranh thủ làm và đăng ký luôn nhé. Rồi, xin chúc mọi người thành công.